Ờ đây nè. Đây là cái những cái mô hình mô phỏng lại những chiếc máy bay đầu tiên nha cả nhà. Đây là chiếc máy bay đầu tiên của ở North Carolina. Cả thế giới. North Carolina. Washington DC mà anh. Tiểu bang là North Carolina. Năm 1903 là chiếc máy bay này là đầu tiên. Nó chỉ bay được mấy? Khoảng 6 giây thôi. 6 giây. Đây nó Real hai anh em, the Wright brothers. Hai anh em làm ra hả? Okay. Đó kìa, có ổng trên nè mọi người thấy không? Và đây là chiếc thứ hai. Đây nó, wow, cái thiệt của người ta nữa. Cái đó là cái người ta để trong cái museum. Không có đâu, cái actual máy bay thiệt kia. Cái này giờ người ta đang để trong cái museum, viện bảo tàng đó nha. Vào năm 1960 ở Washington DC. Còn cái này về 1911 người ta làm hai người. Năm 1911 nè. Có hai người để ngồi. Đây là chiếc máy bay năm 1911 sao vô nó bị cái đèn. Đây wow, chiếc này đẹp hơn là chiếc thứ ba nè. Chiếc thứ ba vào năm 1914 nè, như một con trùng trùng á ha. Lúc lại trùng trùng á. Đây 1914 là chiếc thứ ba nha. Chiếc thứ tư là 1925. Có người ta chơi bắn ở trên đó kìa. Người ta chơi được bóng. Còn nó đang bay kia chứ. Đây là chiếc thứ ba năm 1925. Chiếc thứ tư chứ. Đây là chiếc thứ tư. Đây nè. Người ta chơi bóng trên này luôn, trên cái cánh của máy bay luôn. Nó được đưa vào viện bảo tàng hả anh? Năm 1920. Chiếc này là chiếc thứ 5. Năm 1927. Đây. Đây là mô phỏng thôi nha. Có hai người ngồi, có nón bảo hiểm. Đây 1927. Wow, chiếc này dễ thương chưa? Trong đây, đi lính chiếc thứ 6. Cái này đi lính 1930. Chiếc thứ 6 nè, dễ thương chưa? Cái này cho những người đi lính đó. Đây cả nhà thấy nè. Đây chiếc này dễ thương quá ha. Và chiếc thứ 7 năm 1930 luôn hả? Hai chiếc này ra cùng một năm nha. Đó. Nice. Đây. Để mình coi bên này còn. Mình đang ở sân bay San Francisco của California. Hết rồi. Đây là chiếc máy bay bắt đầu chở hành khách nhiều nè. Cả nhà thấy không? Dễ thương ha. Đây là bắt đầu vào năm 1957. Ở sân bay San Francisco nè. Nó đang để ở viện bảo tàng. Nó đang ở viện bảo tàng năm 1957. Còn nó đẻ ra lúc nào anh? 1940 hả? Around there, yeah. Yeah. Cái này là bắt đầu năm 1940. Người ta bắt đầu làm ra những chiếc máy bay chở hành khách nè, cả nhà thấy mà. Đây là những mô hình mô phỏng nha. Và chiếc máy bay đang để ở viện bảo tàng ở San Francisco. Và đây là chiếc máy bay tiếp theo. Wow, nó bắt đầu nó làm đẹp lên ha. Đây. Chiếc này vào một năm 1956. Ở Nam Cali. Wow, đẹp lên ha. Wow, chiếc này nè. San Francisco nó bay qua cái cầu đỏ kìa. Đây cầu đỏ ở San Francisco nè. Chiếc này vào năm mấy? Cái này nó không có để năm. 1959 để vào viện bảo tàng. Viện bảo tàng Museum ở San Francisco. Wow, và bữa mình sẽ đi chỗ này nha anh. Và bữa mình sẽ đi viện bảo tàng này để quay cho cả nhà coi nha. Wow, chiếc này đẹp chưa? Chiếc này cũng vào viện bảo tàng năm 1960. Nó được sau năm 1955 nó được hình thành.
Nó được làm ra vào năm sau năm 1955 và vào viện bảo tàng năm 1960. Và chiếc tiếp theo cũng vậy luôn, ở San Francisco luôn, vào viện bảo tàng năm 1966. Đây này cả nhà, từ từ nó làm nó hoàn thiện hơn, nhìn nó chắc chắn hơn ha. Wow, chiếc này nè, coi cả nhà. Wow, bắt đầu có ghế thương gia nè. Business kìa anh à, có hai lầu, lầu trên, lầu dưới nè. Đó, bên này là economy bình thường. Đây, cả nhà thấy không? Bắt đầu đẹp chưa? Nè, cái này cũng vào viện bảo tàng năm 1989. Ok, đây cho cả nhà ngắm lại nha, những chiếc máy bay nha. Đó, đây nè, cái hình mô phỏng nè.